Chào các bạn đang xem kênh Hoàng Văn Phi. Tôi hướng dẫn các bạn tra cứu thông tin mã số thuế cá nhân thông qua một đường dẫn rất là dài như này: tra cứu người nộp thuế .gdt.gov.vn tra cứu người nộp thuế .mstcn.gfp hoặc một đường link ngắn như thế này: ads.ly/1orgokb. Chúng ta nhập số chứng minh nhân dân, nhập CAPA, mã CAPTCHA và nhấn tra cứu là ra thông tin của các bạn. Chúng ta cùng thực hiện. Ví dụ chúng ta có một cái mã số cá nhân là như thế này. (12) 17 023 68 này, ví dụ như này, 642, nhập mã CAPTCHA, nhấn vào tra cứu. Đây sẽ ra một cái người tên là Trương Thị Dương. Người này đang có mã số thuế như thế này, thẻ căn cước như thế này, thẻ chứng minh nhân dân như này, cục thuế nơi đăng ký là cục thuế Bắc Ninh, quê ở người này ở trên Lục Ngạn và cấp mã số cấp chứng minh nhân dân là từ năm 2015. Rất là đơn giản phải không? Các bạn có thể thấy. Và các bạn cần hỗ trợ gì hoặc đưa ra ý kiến cá nhân của các bạn thì hãy để lại bình luận ngay phía dưới video. Hãy đăng ký kênh của tôi để nhận những video mới nhất mỗi ngày. Xin cảm ơn các bạn.